Dạ vâng, hello tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca hát khắp mọi miền Tổ quốc. Buổi sáng ngày hôm nay thì bên em rất là vui mừng đã được một bác ở bên Vĩnh Phúc. Đấy. Bác ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, bác Phạm Văn Hậu, bác ấy đặt bên em cái đôi loa JBL J668 thì... sáng nay thì bên em cũng test luôn cho bác cái luôn. Vâng, đây là đôi loa bãi và đang được rất là nhiều bác đón nhận và sử dụng. Vâng, đôi loa này thì nó là đôi loa bát 20, 3 đồng tiếng, một chung và một chép. Đây là đơn hàng của bác Phạm Văn Hậu. Bác ấy cũng đã chuyển cọc cho bên em là 200.000. Vâng, 1,5 triệu bao ship. Vâng, một cái đôi loa 3 đường tiếng như thế này mà 1,5 triệu thì có rẻ quá không các bác? Quá rẻ phải không ạ? Và cái chất lượng âm thanh thì nó vượt xa quá nhiều so với tổng tiền. Đôi loa này thì nó bị mất cái tem đít đằng sau cho nên là nó mới có giá như vậy thôi. Còn thực ra thì đôi loa này rất là nhiều bác so sánh với Control 28 rồi. Rất là nhiều bác đã mua và sử dụng và đã so sánh với Control 28 thì nó cũng ngang ngửa nhau thôi. Nhưng những dòng Control 28 thì nó cũng bát 20 và có một chiếc kèn nữa. Và giá của nó là 3,6 triệu, 3,7 triệu. Còn cái đôi này nó 3 đường tiếng nhưng mà nó chỉ có cái giá là 1,5 triệu thôi. Đấy. Và nó là hàng bãi. Đấy, nó là hàng bãi nguyên zin. Những đôi này thì các bác nếu không gian nhà các bác nhỏ nhỏ một chút thì các bác cũng có thể xài một đôi như thế này. Các bác vừa nghe nhạc, các bác vừa nghêu ngao hát karaoke. Thi thoảng các bác nghêu ngao hát karaoke thì cũng được. Đấy. Vì cái đôi này thì em cũng đã có cái video mà em cắm mỗi cái đôi loa này thôi. Và em test nhạc, em hát cho các bác cùng nghe rồi. Đây, hiện tại bây giờ là em đang đôi Pioneer F75 này là không liên quan nhé. Em kê thôi. Đấy, hiện tại bây giờ là em đang đánh đôi JB nhé. Đấy, bên này cũng vậy. Đây, em cho các bác xem luôn nhé. Đấy, đúng không ạ? Và em đang đánh mỗi đôi JB nhé. Xíu nữa em sẽ mở nhạc lên cho các bác cùng nghe, cùng thưởng thức cái chất âm của cái đôi JBL J668 này. Nhiều bác cũng đã comment rồi, là nhiều bác gọi điện lại cảm ơn bên em. Và cũng đều rất là ưng ý về cái đôi loa này, bé bé nhưng mà tiếng của nó rất là hay, xứng đáng đồng tiền và nó giá trị của nó vượt xa hơn tổng tiền rất là nhiều. Vâng, và với dòng JBL này thì nó không phải là lúc nào hàng nó cũng về được nhiều, và mỗi lần thì bên em cũng có về được 2-3 đôi là nhiều rồi. Chứ nó không phải là mỗi lần về được nhiều. Cho nên là những cái bác nào mà đang muốn sở hữu cho mình một cái đôi loa tay như thế này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình các bác nhé, để bên em có thể sẽ lên đơn cho các bác và gửi cho các sắp xếp hàng hóa rồi là gửi cho các bác ngày sớm nhất. Đấy. Và sẽ luôn luôn ưu tiên những cái bác mà đặt hàng sớm, đặt hàng trước. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên nhé. Đấy.
Vâng, em mà không hề dùng đôi loa khác hoặc là em không hề dùng trầm nhá, mà cái tiếng bass của nó rất là sâu này. Em rút ra nhé. Đó. Vâng, và cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm và đã ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, và cũng rất là chân thành cảm ơn các bác đã đặt trọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé.